Chào mừng quý vị khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lời đầu tiên cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng ban biên tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 3 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, nước lũ tràn vào cảnh Đức Trấn, thủ phủ gốm sứ Trung Quốc, nhanh tới nỗi Vu Tử Quỳnh chỉ có vài giờ để cứu hàng hóa. Ngay khi nghe tin thành phố có thể gặp lũ, Vu chạy ngay tới nhà xưởng, còn chồng cô vội đến cửa hàng thu xếp hàng hóa. Hai vợ chồng và nhân viên làm cả ngày, di chuyển đĩa, ấm trà, cốc, những mặt hàng tinh xảo khác lên kệ và sàn cao hơn. Nhưng khi nước ngập đến qua một nhánh sông Trường Giang, chảy qua thành phố gốm sứ có lịch sử hơn 1.700 năm ở phía đông tỉnh Giang Tây, nó đã tràn qua đê điều, quét qua hàng trăm nhà xưởng và cửa hàng, bao gồm cơ sở của Vu trước khi rút đi vào hôm sau. Khi quay lại cửa hàng và nhà xưởng, Vu thấy mọi thứ đều đầy bùn đất. Nước lũ dâng tới 2 mét, toàn bộ nhà máy bị nhấn chìm. Nhiều kệ hàng rơi xuống, khiến cốc chén vỡ hết, còn lò nung úng nước. Bình ga dùng để đốt lò bị cuốn trôi, bùn đất và rác rưởi khắp nơi. Nhà máy có lẽ phải đóng cửa cả tháng để dọn dẹp, Vu nói. Đây là cú giáng vào ngành công nghiệp sản xuất gốm sứ của cảnh Đức Trấn năm nay, khi cả thành phố đang quay cuồng khắc phục sự suy thoái kinh tế sau những năm đại dịch. Lũ di chuyển về hướng đông dọc sông Trường Giang, dâng cao bởi mưa lớn theo mùa và đang gây ảnh hưởng tới 27 tỉnh, khiến hơn 34 triệu người bị ảnh hưởng, ít nhất 141 người chết hoặc mất tích. Riêng tại Giang Tây, hơn 6,42 triệu người bị ảnh hưởng tính đến ngày 1 tháng 7. Từ khi lũ quét qua hôm 30 tháng 7, chính quyền ước tính thiệt hại kinh tế lên tới 1,7 tỷ đô la Mỹ. Khi lũ tiếp tục hành trình không ngừng về phía đông, người dân tại các thành phố như cảnh Đức Trấn đã bắt đầu dọn dẹp và tính toán tổn thất. Vu là một trong hàng nghìn chủ doanh nghiệp, hộ gia đình trong thành phố. Những người sản xuất gốm sứ trong xưởng riêng và bán cho khách hàng khắp nơi trên thế giới suốt nhiều năm. Suốt những địa điểm nổi tiếng như con đường gốm sứ hay làng gốm sứ trong thành phố, chủ các cửa hàng đang bận bịu trước cửa, rửa sạch bùn đất từ chén bát còn sót lại, cứu lấy những gì còn dùng được. Cửa hàng tôi biến thành một cái ao cá, chủ một cửa hàng vừa nói vừa lấy máy bơm hút nước khỏi cơ sở kinh doanh. Tuy đồ gốm sứ có thể rửa sạch, nhưng giấy gói, màu vẽ, kệ gỗ và những sản phẩm khác lại không thể. Các chủ cửa hàng cùng nhau dọn rác lên xe tải suốt tuần qua. Ninh Trung Vệ mở cửa hàng lò nung Vân Xuân đã 5 năm. Việc kinh doanh ổn định nhờ doanh số 100 bộ tách trà mỗi tháng. Ông xây dựng được mạng lưới khách hàng trung thành, bao gồm nhiều người là chủ quán trà ở những tỉnh khác. Chúng tôi tập trung vào chất lượng và phát triển hướng đi riêng, Ninh nói. Sản phẩm được đánh giá là cao nhất của Ninh là tách trà sử dụng công nghệ Dukai. Công nghệ này có từ 3 thế kỷ trước, tạo ra rất nhiều lớp trang trí phức tạp. Nó đòi hỏi sử dụng 3 kỹ thuật khác nhau và nung trong nhiều lò khác nhau với nhiệt độ, thời gian phù hợp, ông nói. Với Vu, ảnh hưởng của trận lũ khiến cô đang cố tìm cách cứu việc làm của gia đình. Cô đang nghĩ tới việc bán hàng trực tuyến bởi vì khi Covid-19 bùng phát, nhiều cửa hàng bán quần áo và đồ ăn đã đưa sản phẩm lên mạng. Nhưng đồ sứ thì khác, có thể sẽ khó khăn hơn nhiều vì giá cao hơn so với số tiền mà những người mua hàng trực tuyến sẵn sàng chi trả. Bây giờ, cô đang tập trung và dọn dẹp và tính toán tổn thất trước khi lên kế hoạch. Chúng tôi mới bắt đầu sản xuất lại hồi tháng 5, giờ lại phải đóng cửa. Hết xui xẻo này đến xui xẻo khác ập tới, Vu nói, thở dài trước khi quay lại với công việc dọn dẹp. Kính thưa quý vị, Trung Quốc hôm nay nâng cảnh báo ứng phó lũ lụt lên mức cao thứ hai khi mưa lớn tiếp tục trút xuống nhiều khu vực dọc sông Trường Giang. Hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp ở Trung Quốc tương ứng với 4 màu. Trong đó, màu đỏ là mức nghiêm trọng nhất, kế tiếp là màu cam, vàng và xanh. Mức cảnh báo cam được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc phát cảnh báo màu vàng vì mưa lũ hôm 1 tháng 8. Giới chức Trung Quốc cho biết Giang Tây và Giang Tô là hai trong số khu vực dọc sông Trường Giang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của đợt lũ lụt này. Lũ lụt ở tỉnh Giang Tây đã khiến mực nước của Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, tăng lên 22,52 m, sắp xỉ mức kỷ lục 22,59 m như hồi tháng 7 năm 1998.
Đợt lũ lụt năm đó kéo dài từ giữa tháng 6 tới đầu tháng 9 được xem là tồi tệ nhất của Trung Quốc trong hơn 40 năm, khiến hơn 4.000 người chết và hàng chục triệu người bị ảnh hưởng. Từ tỉnh Quảng Đông ở phía Nam tới Hắc Long Giang ở phía Đông Bắc, giới chức tỉnh Giang Tây hôm 2 tháng 8 nâng cảnh báo ứng phó lũ lụt từ mức 2 lên mức 1, mức cao nhất trong thang cảnh báo 4 cấp của Trung Quốc. Tối qua, giới chức tỉnh đã phải điều động hàng nghìn binh lính tới để hỗ trợ ứng phó với lũ lụt. Mưa lớn và lũ lụt đã tiếp diễn suốt nhiều tuần qua ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc, ảnh hưởng gần 34 triệu người ở 27 tỉnh, trong đó 141 người đã thiệt mạng. Theo dữ liệu của Bộ Tài nguyên nước, mực nước của 212 con sông đã vượt mức báo động kể từ đầu tháng 8. Trong đó, 19 sông tăng lên mức kỷ lục. Trung Quốc cho rằng biến đổi khí hậu đã dẫn tới các điều kiện thời tiết cực đoan, gây mưa lũ kéo dài từ tháng 6 và khiến nền kinh tế quốc gia này thiệt hại 8,57 triệu đô la Mỹ. Siêu đô thị Trùng Khánh ở phía Tây Nam Trung Quốc cũng là khu vực mới nhất bị lũ lụt tấn công, trong lúc các khu vực phía Nam của đất nước này đang phải chiến đấu với trận lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Nhiều tuần mưa lớn đã tàn phá 26 tỉnh, ảnh hưởng đến 19 triệu dân. Ít nhất 106 người đã được xác nhận đã chết hoặc mất tích. Theo tin tức từ tờ Nhân dân Nhật Báo, ngày 2 tháng 8, Trùng Khánh đã phải hứng chịu những cơn mưa dữ dội kể từ ngày 1 tháng 8, ảnh hưởng đến 28 trong số 38 quận của thành phố này. Lượng mưa cao nhất đạt 128mm ngày hôm đó. Nước ở 116 con sông địa phương đã tăng từ 1 đến 10 mét. Tân Hoa Xã dẫn lời các quan chức thành phố Trùng Khánh vào ngày 2 tháng 8 nói rằng mực nước của 12 con sông cao hơn giới hạn tối đa, có nghĩa là các con đê có thể vỡ bất cứ lúc nào. Theo các nguồn tin, có ít nhất một người chết, một người mất tích và gần 60.000 người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong thành phố. Chính quyền địa phương tại khu vực ở Trùng Khánh đã cảnh báo những người sống ở tầng thứ tư trở xuống trong các tòa nhà gần các con sông phải chuẩn bị sơ tán. Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với The Epoch Times tiếng Trung ngày 2 tháng 8, một quan chức từ khu phố Sơn Hồ Loan ở Trùng Khánh đã nói, Cục Thủy văn của Trùng Khánh nói với chúng tôi rằng trận lụt năm nay rất tồi tệ. Người này cũng bổ sung rằng, những người dân sống ở tầng 4 hoặc thấp hơn nên bắt đầu chuẩn bị sơ tán, để khi lũ lụt vừa bắt đầu thì họ có thể nhanh chóng trốn thoát. Quan chức này cho biết nếu mực nước ở Sơn Hồ Loan đạt mức 180m so với mực nước biển, nó sẽ nhấn chìm tầng 1 ở độ cao 190m. Nó sẽ ngập đến những khu vực cao hơn tầng 2. Vì vậy, tầng thứ 3 và tầng thứ 4 cũng cần phải cảnh giác. Hai con sông chảy qua Trùng Khánh là sông Dương Tử và sông Gia Lăng. Vào năm 1981, khi mực nước của cả hai con sông đạt 193 mét, 15 triệu người đã bị ảnh hưởng và 1,5 triệu người bị mất nhà cửa. Ông Lưu, một người dân ở quận Kỳ Giang ở Trùng Khánh, nói với The Epoch Times tiếng Trung vào ngày 2 tháng 8 rằng, khu vực trung tâm thành phố đã bị lụt một ngày trước đó và mực nước của sông Kỳ Giang bị dâng lên 3 mét. Ông Lưu cho biết, tầng trên của nhiều tòa nhà cũng bị ngập trong nước lũ. Vừa qua, một camera giám sát đã ghi lại khoảnh khắc một trận lở đất chôn vùi một đường cao tốc ở Trùng Khánh vào ngày 1 tháng 8. The Epoch Times đã gọi đến Trung tâm Dịch vụ Đường Cao tốc Trùng Khánh vào ngày 2 tháng 8 và được cho biết đường cao tốc hiện đã bị đóng cửa. Người điều hành trung tâm nói cả hai hướng đường cao tốc đều bị chôn vùi, đất lở quá nghiêm trọng. Vào ngày 2 tháng 8, các tỉnh khác ở miền Nam Trung Quốc bao gồm Vân Nam, Tứ Xuyên, Hồ Bắc, An Huy cũng thông báo tình trạng bị lũ lụt. Cùng ngày, Bộ Thủy lợi Trung Quốc tuyên bố, từ trưa ngày 1 tháng 8, mực nước của hơn 300 con sông ở Trung Quốc đã vượt qua giới hạn chống lũ. Bộ này cho biết tháng 7 và tháng 8 tới là những giai đoạn quan trọng để kiểm soát lũ lụt. Hơn 15 triệu người dân ở miền Nam Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi trận lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ với lượng mưa lớn bất thường nhấn chìm và cuốn trôi nhà cửa. Vào tối ngày 30 tháng 7, sấm sét xuất hiện tại thành phố Thượng Hải đã đánh vào ngọn tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông. Một số cư dân mạng cho rằng đây là kết quả của thiên nộ dân oán. Cũng có cư dân mạng cho rằng mục tiêu tiếp theo sẽ là Trung Nam Hải. Ngày 1 tháng 8, đỉnh lũ số 1 trong năm nay đã hình thành trên sông Hoàng Hà, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và những nơi khác sẽ có lượng mưa lớn nhất kể từ đợt lũ. Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, vào tối ngày 30 tháng 7, Thượng Hải có mưa bão và sấm sét liên tục. Đột nhiên một tia sét rạch ngang bầu trời giống như một thanh kiếm sắc và đánh xuống tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông của Thượng Hải. Một nửa bầu trời đều sáng lên. Cùng ngày, Đài quan sát khí tượng Thượng Hải đã đưa ra cảnh báo tín hiệu màu cam đối với sấm sét. Thiết bị cung cấp điện của tuyến tàu điện ngầm số 16 Thượng Hải gặp sự cố do sét đánh, khiến một số chuyến tàu chạy với tốc độ hạn chế. Video trực tuyến cho thấy một tia sét đã đánh trúng đỉnh tháp truyền hình. Xung quanh nó có nhiều tia chớp khác kèm theo tiếng sấm rất lớn.
Đối với sự việc này, cư dân mạng cho rằng đây là kết quả của thiên nộ dân oán. Các nơi quan trọng đã bị sét đánh, đây là một điểm không hay cho Đảng. Sét ngày càng đánh vào nhiều điểm quan trọng, liệu mục tiêu tiếp theo là Trung Nam Hải? Một số cư dân mạng cho rằng mỗi lần Đảng Cộng sản Trung Quốc gây rối ở Hồng Kông sẽ có dị tượng xuất hiện ở đại lục. Lần trước Bắc Kinh mà hội nghị âm mưu ban hành luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông, đang ban ngày trời bỗng tối đen như mực, mưa bão gió rít. Hôm nay Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng luật an ninh quốc gia bắt giữ Jimmy Lai, Andrew Chow và các nhà dân chủ khác tại Hồng Kông. Tháp truyền hình Minh Châu phương Đông ở Thượng Hải đã bị sét đánh, mà Hồng Kông có biệt danh là Hòn Ngọc phương Đông. Thiên nhân cảm ứng, làm điều ngang ngược, ắt sẽ bị báo ứng. Vào ngày 1 tháng 8, Ủy ban Kiểm soát nước sông Hoàng Hà thuộc Bộ Tài nguyên nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, vào lúc 7 giờ 06 phút ngày 1 tháng 8, một đỉnh lũ với lưu lượng chảy 2.500 m khối trên giây đã xuất hiện tại trạm thủy văn đường Nãi Hợi trên thượng lưu sông Hoàng Hà. Đây là trận lũ thứ nhất của sông Hoàng Hà trong năm nay. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc dự báo từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 sẽ có mưa vừa đến mưa to cục bộ hoặc mưa to ở khu vực phía đông tây bắc Trung Quốc, Nội Mông, Bắc Trung Quốc, Bắc Hoàng Hoài và Đông Bắc Trung Quốc. Lượng mưa tích lũy sẽ là 60-120mm, ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và những nơi khác là 150-200mm, kèm theo mưa lớn trong những thời gian ngắn. Lượng mưa tối đa là 30-50mm. Miền Nam Thiểm Tây, miền Nam Cam Túc và địa phương Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc 80-100mm, còn có thể xuất hiện dông và gió giật mạnh hoặc thời tiết đối lưu khắc nghiệt như mưa đá. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!